SCTV6, phim 360, phim mới trên toàn thế. Chị nuôi anh đi đâu, sao lại không nói gì với tôi? Bây giờ vẫn còn sớm mà. Chị ấy đã đi đâu vậy? Tôi cũng không biết chuyện đó. Dì Ila chị nói là hai người sẽ đi cùng nhau thôi. Bây giờ tiểu thư dùng bữa sáng luôn nha. Tôi không đói, tôi chưa muốn ăn đâu. Sao em lại không muốn ăn vậy? Sao em lại không đói chứ? Chán sao? Ổn không? Em ổn. Chỉ là... Anh hiểu rồi. Năm ngày nữa là phụ vương sẽ công bố tên thái tử phi của anh rồi. Và ba tháng sau đó, chúng ta không thể gặp riêng được nữa đâu. Bằng mọi giá chúng ta phải vượt qua, phải thật kiên nhẫn. Và đó sẽ là ba tháng khó khăn nhất. Dạ, em sẽ cố gắng nỗ lực, sẽ nhẫn nhịn. Em cũng phải thật cẩn thận đó. Người tin tưởng được chỉ có Viram, Manoj và bà Ila. Phải đề phòng những người khác. Anh nghĩ rằng Sakwiti có thể làm những chuyện đó hay sao? Chuyện lần trước có lẽ cũng do cô ta gây ra. Cô ta sẽ khiêu khích, sẽ vu khống và làm những chuyện em không thể nghĩ tới. Cô ta làm vậy không phải vì anh, mà vì muốn chiếm ngai vàng của Dương quốc. Chị Nuan đi đâu về vậy? Cô Nuan muốn đi dạo và ngắm nhìn ba tòa nhà quanh đây. Vì vậy tôi đã đưa cô ấy đi đó. Thái tử đến thì tốt quá. Sao Nilapath trông em buồn vậy? Cô trông có vẻ không yên tâm lắm. Cô có cần tôi giúp gì cho cô không hả? Bạn đang xem phim được chiếu tại ip.org. Tôi chỉ thấy khó hiểu, không biết phải diễn tả thế nào. Điều mà cô được biết rất quan trọng đối với người dân nơi đây. Hoàng tử Kirik đã nói với cô chưa? Đó là điều làm tôi khó hiểu đó. Ở đây chỉ toàn là những chuyện kỳ lạ. Nói đơn giản nha, từ lúc sinh ra tôi chưa bao giờ chạm vào tấm vải nào, mà nó làm cho tay của tôi đông cứng lại như tấm vải đó. Nếu là về tấm vải sari đó thì tôi cũng không biết phải giải thích như thế nào. Từng có người thợ may trong cung điện cố gắng sửa lại viền thêu bị thiếu của tấm vải đó, nhưng mà chưa từng thành công, cũng bởi vì không chịu được cái lạnh của tấm vải đó. Nếu như không tự mình trải qua thì tôi cũng sẽ không tin. Người thân của tôi đã từng nói rằng vài tấm vải sari sẽ tự tìm đến chủ nhân của nó. Nếu ai mặc nó và cảm thấy thoải mái thì người đó chính là chủ nhân của nó. Tất cả giống như những câu chuyện trong thần thoại vậy. Thật là khó hiểu. Xôi xoài, đậu phộng, kẹo me đây. Bình tĩnh lại đi. Bình tĩnh lại đi. Tôi đã nhìn thấy ma. Ông bình tĩnh đi. Bình tĩnh đi. Bình tĩnh. Anh đã đi vào khu rừng Menon có đúng không? Ma. Mà tôi không có làm gì. Xin ông bình tĩnh lại đi. Mau đi gọi Quy Rồng đến đây. Nhanh lên. Dạ bác sĩ.
Anh làm ơn bình tĩnh lại đi. Tôi không làm gì hết đó. Ai đã ra lệnh cho anh bắt khóc cô Nilabat? Nếu như anh không trả lời, tôi cũng không giúp được gì cho anh đâu. Tôi không thể nói được. Gia đình của tôi sẽ gặp rắc rối đó. Chắc chắn con đường này trải dài rất nhiều cây số. Dân làng ở xa cũng không bị ảnh hưởng bởi chất độc hại bằng những người ở gần nhà máy. Cách giải quyết nhanh chóng nhất chính là phải chuyển họ ra khỏi nơi đó, nhưng phải sử dụng ngân sách lớn. Nên con đành phải chờ chuyên gia đến để xem xét việc điều hòa tình trạng nước. Việc điều hòa tình trạng nước cần rất nhiều thời gian đó. Ta sẽ đem chuyện này vào cuộc họp hội đồng tới. Có thể chúng ta phải thực hiện hai công việc cùng một lúc. Dạ thưa phụ vương. Sao vậy Viram? Được rồi, chúng ta sẽ nói chuyện sau. Chuyện gì vậy? Đêm bữa tiệc chào đón, Nilapat bị người của Nalini lừa vào rừng sâu. Hả? Có chuyện đó sao? Viram đã điều tra rồi, chắc chắn đó là người của Nalini. Nalini chính là người của Sawitri. Họ dám làm việc đó trong bữa tiệc của ta hay sao? Một trong đám người đã lừa cô ấy vào rừng sâu đang ở cùng Viram. Họ không dám khai tên người ra lệnh, chỉ nói là gia đình sẽ gặp rắc rối. Nhiều đó thôi thì ta cũng đủ biết là do ai làm rồi. Dạ phải. Hoàng hậu Sasivrafai cho mời thái tử Chai Tháp vào gặp ạ. À, chào mẫu hậu. Ta đã làm rasmalai, món yêu thích của con. Con ngồi xuống đi. Vừa mới làm việc với phụ vương con sao? Dạ. Mẫu hậu có gì muốn nói với con sao? Giữa chúng ta cần phải có việc gì thì con mới đến đây để ăn cùng ta sao? Ta nhớ trước đây, lúc nào con cũng đến đây mà nhõng nhẽo với ta, và không chịu đi học môn lịch sử, con nhớ không? Phụ vương có nói với con là khi nào sẽ công bố tên thái tử phi cho con không? Nếu là về chuyện này thì con xin phép được nói chuyện riêng chỉ mình mẫu hậu thôi. Cả cô nữa Nalini, dạ rõ. Ta gọi con đến đây là vì ta hy vọng con biết rằng những điều sẽ xảy ra với Nilabat có thể sẽ không khiến con vừa ý. Ta rất là thương con, và ta muốn con trở thành một vị quốc vương trải qua ít nỗi đau nhất. Nên ta sẽ nói ngắn gọn một lần nữa, Sawitri sẽ là hoàng hậu có thể giúp chúng ta trong mọi việc. Thưa mẫu hậu, người không nghĩ đến mối thâm thù với những người Phasutha hay sao? Họ đã bòn rút của cải và tinh thần của chúng ta mấy chục năm nay. Muốn giữ gìn phần lớn thì phải chấp nhận đánh mất một phần nhỏ. Ngài Kha Chiết là doanh nhân thành đạt, nếu ngài ấy tổn thất, ngài ấy cũng phải nhận lại chút ít. Sao chúng ta không thể quan tâm tới thỏa thuận này? Sự chống đối của con sẽ khiến cho bản thân con đau khổ, khiến cho người mà con yêu phải đau khổ.
chỉ vì con không chịu mất mát. Thưa mẫu hậu, đây có thể là cách hiệu quả nhất và cũng là cách duy nhất để chúng ta cắt đứt quyền lực này và lấy lại mọi thứ cho nhân dân của chúng ta. Bằng cách trực tiếp đối đầu với người có ảnh hưởng lớn nhất vương quốc của chúng ta hay sao? Chài Thách, ta xin con đó, làm ơn đừng khiến cho mọi chuyện rắc rối hơn nữa. Con sẽ trở thành một quốc vương, vậy thì tại sao con không thể đấu tranh vì người mình yêu thương được mẫu hậu? Tôi nghe đây. Ngay bây giờ luôn sao? Xin anh hãy chờ một lát. Dạ, Arun có món quà đến từ gia tộc Fasutha, muốn gửi đến ngay bây giờ ạ. Món quà đó có gì hay sao? Đến nỗi các người không thể chờ được nữa. Ngài Kha Chít chỉ nói ngắn gọn rằng chuyện của Dương quốc là chuyện không thể chờ đợi và chậm trễ được. Xin người hãy lượng thứ vì đã làm người phiền muộn như vậy. Xong việc rồi, thần xin phép cáo từ. Cô nghỉ ngơi đi. Dạ rõ. Vẫn còn có một cách để có thể giúp cho dòng tộc Fasutha vực dậy và lấy lại uy quyền. Nếu muốn sự phát triển của Mantrabuddha thuận lợi như trước và có được sự hậu thuẫn hùng hậu, thì quốc vương phải gọi tên hoàng hậu tương lai là người mà chúng ta đã chọn từ trước tới giờ. Người đó nhất định phải là người của chúng ta. Hôm nay là ngày tốt lành ở Mantrapura. Tất cả mọi người sẽ được biết ai là người xứng đáng nhất để kề vai sát cánh bên cạnh thái tử. Vị trí cao quý này
đến từ tình yêu trong sáng và sự đồng điệu từ hai phía. Ngày hôm nay chúng ta đã sẵn sàng để đón nhận và trao cơ hội đáng quý đó cho Nilapat Narakul, một người con gái đến từ phương xa, người sẵn sàng làm tất cả cho thái tử và cũng là người nối dõi cho Mantrapura. Mọi người có ai phản đối chuyện này không? Ta là hoàng hậu Shashi Prapai, xin phép được phản đối quyết định này. Ủa, có chuyện gì vậy? Không biết là có chuyện gì vậy là sao? Có chuyện gì vậy? Xin bệ hạ thứ lỗi vì ta đã phản đối, nhưng thái tử, người nối dõi của hoàng gia thì phải được kết hôn theo đúng với luật lệ và truyền thống của hoàng gia. Ta vẫn chưa nói gì đến sự phù hợp và xứng đôi trong cuộc hôn nhân này. Trước giờ nơi đây vẫn luôn chào đón và trao cơ hội cho những người đến từ phương xa, nhưng tuyệt đối không được quên luật của hoàng gia và dòng máu thực sự của người dân Mantra nữa. Với tư cách là người huấn luyện vị hôn thê của thái tử để sau này người đó trở thành hoàng hậu tôn quý của vương quốc, ta xin được đề xuất rằng hãy để cả hai ứng viên đều được huấn luyện, cả Nilapat Narakul và Sakwitri Phasutha, để cho hai người đó cạnh tranh. Sau đó chúng ta sẽ chọn ra người tốt nhất, người xứng đáng nhất với người nối dõi của Mantrapura này. Sau khi hoàng hậu thông báo trước sự tất cả mọi người là chuyện lần đầu tiên xảy ra tại Mantrapura, hoàng hậu liền phản đối. Sau đó thì hoàng hậu, người còn giới thiệu tên của người sẽ cùng luyện tập và cùng cạnh tranh để trở thành xin hoàng hậu tương lai của Mantrapura nữa. Theo. Chúng ta có thể thấy rằng lần phản đối này đến từ hoàng hậu Shashi Raphai là minh chứng rõ ràng nhất cho sự xung đột trong hoàng gia. Tiếp theo đây xin mời người dân của Mantrapura hãy theo dõi xem quốc vương sẽ ứng xử ra sao. Anh à, vậy con gái của mình sẽ ra sao đây? Anh đoán là bây giờ mọi người trong hoàng gia đang bàn bạc ý kiến, cả hội đồng nữa, bọn họ cũng góp phần trong việc đưa ra quyết định lần này. Nếu vậy thì chúng ta đưa con gái của chúng ta về gấp đi. Em cứ bình tĩnh lại đã. Sao em có thể bình tĩnh được đây chứ? Chúng ta cứ để con gái của chúng ta một thân một mình ở đó để bị bắt nạt hay sao? Dù sao thì chúng ta cũng phải chờ Nuan liên lạc về trước đã. Bởi vì đến bây giờ chúng ta vẫn chưa biết được là phía bên đó sẽ làm như thế nào. Dù sao đây cũng là chuyện của hoàng gia, phải có trình tự và cần phải có thời gian. Dù sao cũng phải chờ con liên lạc về trước đã. Rốt cuộc mẫu hậu đang nghĩ cái gì vậy? Vậy còn con? Con đang nghĩ gì? Ta đã nói với con rất nhiều lần rồi, nhưng con có nghe ta đâu. Nhưng nàng cũng không hề nói là sẽ phản đối ngay giữa buổi lễ như vậy. Bây giờ tất cả các nhà báo đều đang tìm hiểu về chuyện này. Tại sao cứ phải để người khác biết chúng ta bất đồng quan điểm như vậy hả? Bởi vì chúng ta suy nghĩ khác nhau. Mantrapura không chỉ có người thuộc thế hệ mới, mà còn có người suy nghĩ xưa cũ và tuân theo truyền thống, tiêu biểu chính là ta đi. Còn bệ hạ chỉ biết chiều lòng con trai mà chấp nhận để xảy ra bất hòa với cả ta. Nilapat chỉ là trở thành vương phi thôi, có khó khăn gì đâu chứ. Nhưng Nilapat cũng có lòng tự trọng mà mẫu hậu. Nhưng cô ta không thể có lòng tự trọng ở đây được. Tự cô ta là người lựa chọn yêu người kế vị. Nàng nói thẳng điều mình muốn đi.
hai người họ sẽ cùng nhau luyện tập và thi đấu để đánh giá thêm một lần nữa. Như vậy rất công bằng đối với vị hôn thê của con. Công bằng ở đâu chứ? Sao Huy Tri đã tập luyện được 10 năm rồi? Thì vậy đó, chúng ta phải cho con bé cơ hội chứ. Nila Bát sao có thể lấy đi 10 năm cố gắng và sự kiên trì của Sa Huy Tri được? Sa Huy Tri cũng không có quyền được lấy đi vị trí hoàng hậu mà con đã lựa chọn. Con không cần biết mẫu hậu rèn luyện cho họ như thế nào. Nila Bát sẽ chịu đựng gì con? Và con cũng không cần biết mẫu hậu sẽ đòi sính lễ nhiều tới mức nào. Con sẽ lấy hết toàn bộ tài sản mà con có cho Nila Bát. Trại thát, không được dùng giọng điệu đó để nói chuyện với mẫu hậu con. Trong cuộc đời của ta, ta chỉ yêu duy nhất hai thứ mà thôi. Một là vương quốc, hai là con. Ta làm vậy là vì ta yêu con. Ta xin được tiếp tục yêu con theo cách của ta, và hy vọng một ngày nào đó con sẽ hiểu được. Thể hiểu được trên đôi vai của ta đang phải gánh vác nặng tới mức nào. Nếu còn tiếp tục chèn ép nhau tới mức này thì ta sẽ làm những việc mà ta nghĩ là tốt nhất vì Mantra Vura của ta. Lý do gì mà chúng ta phải có đến tận hai hoàng hậu tương lai vậy hả? Tại sao không dứt khoát lựa chọn và gọi tên Sa Huy Tri ngay lúc đó? Hoàng tử, hoàng tử, rốt cuộc chuyện này là sao? Tại sao lại như vậy chứ? Bình tĩnh đã, cô Nuan đưa kẹo. Cứ bình tĩnh đã. Không, người không thấy chuyện gì xảy ra sao? Em từng đứng ngay ra còn không hiểu chuyện gì nữa. Cô Nuan, bọn ta cũng không biết là chuyện này sẽ xảy ra, và trước đây chuyện này cũng chưa từng xảy ra bao giờ. Cô Nuan, từ lúc tổ chức những buổi lễ như vậy thì trước đây chưa từng có việc phản đối nào xảy ra. Theo truyền thống của hoàng gia thì hai người ứng viên cho vị trí hoàng hậu sẽ được sắp xếp ở cùng một phòng cho đến khi một trong hai hoàn thành xong nhiệm vụ của mình. Theo truyền thống hả? Sao bà nói chưa từng xảy ra việc này? Nhưng không phải có ghi chép. Để lỡ có xảy ra những chuyện như vậy thì mọi người sẽ biết phải làm như thế nào. Bọn họ thông đồng trước đúng không? Nên sao Huy Tri mới đến trong trang phục lộng lẫy như vậy? Có thể là hoàng hậu như cô ta đã tính toán trước rồi. Vậy bây giờ em của thần đang ở đâu? Đây được xem là lần đầu tiên ở nơi đây. Việc công bố tên vị hôn thê của thái tử phải dừng lại ở giữa chừng đó. Từ xưa đến nay, vương quốc chúng tôi đã có những truyền thống và những quy định rất rõ ràng. Thật không ngờ tất cả mọi thứ lại bị phá hỏng bởi người ngoại quốc mang trên mình tấm sari cũ rích. Cô không ăn gì sao? Họ sẽ phải thảo luận rất lâu đó. Tôi không thấy đói. Bộ sari cũng đẹp. Ai cho cô mượn vậy? Ila sao? Cô có biết không, những việc mà cô đang làm nó không lịch sự chút nào hết.
Cô Sawichi không cần thiết phải tỏ ra lịch sự với một người không có địa vị như cô. Nalini, mình không để ý chuyện đó đâu. Tôi xin phép. Cô vẫn chưa thể rời khỏi đây được đâu. Cô phải chờ đến khi kết thúc thảo luận về chuyện Thái Tử Phi. Có nhiều đó thôi mà cô cũng không biết sao? Hả? Chắc là khi cô trả lời cô đồng ý lấy giai thác, cô chỉ để ý anh ấy là thái tử mà chưa kịp tìm hiểu chuyện khác. Đã được thái tử quỳ gối và cầu hôn trước hàng trăm người rồi thì ai lại ngu ngốc chạy đi đọc sách làm gì? Thái tử Chai Thách đã cầu hôn cô vào thời điểm nào mà cô lại có thời gian đi tìm hiểu những việc này vậy hả? Ai cho phép cô đi vào đây? Và ai cho phép cô đi vào đây? Tôi là bạn thân của Sawichi, còn tôi là chị gái của Nilapath đó. Chị gái? Người lén đi tìm anh Kirik vào giữa đêm đúng không? Chị Nuan à, chúng ta đi thôi chị. Đám người này không xứng đáng để nhận được bất cứ câu trả lời nào từ chúng ta. Còn cô thì xứng đáng sao? Cô không chịu đựng được chuyện gì cả. Đây chính là vương quốc của chúng tôi, không phải truyện cổ tích trên thế giới đâu. Muốn kết hôn với thái tử tôn kính nhưng lại không đủ kiên nhẫn để trở thành công chúa. Chỉ riêng việc chấp nhận ở trong phòng này và chịu đựng bị cô công kích không ngừng, như vậy vẫn chưa đủ hay sao hả? Nè, cô ăn nói cẩn thận một chút đi. Các cô mới là người phải cẩn thận đó. Tôi và em gái của tôi không hiền tới mức để các cô đè đầu cưỡi cổ đâu. Thêm một điều nữa, làm việc đó không vui vẻ gì. Chuyện ngày trước, các cô lừa gạt em gái tôi đi vào trong rừng đó. Mời hai thái tử phi tương lai vào bên trong để tiếp tục tham dự buổi lễ. Và bây giờ ta xin được thông báo rằng việc rèn luyện thái tử phi tương lai của thái tử Chai Thách Wirintha, người kế vị ngai vàng của vương quốc Mantrapura, đã có kết luận rồi. Ta xin thông báo là sẽ có hai thái tử phi tương lai cùng nhau tham gia vào buổi rèn luyện. Và việc rèn luyện này sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày mai. Về sính lễ và những điều kiện khác thì hoàng hậu sẽ là người tuyên bố theo tục lệ. Chỉ có duy nhất một điều kiện mà thôi. Đó chính là phải vượt qua được việc rèn luyện. Và trong hai người thì chỉ có một người giành được chiến thắng thôi. Còn về sính lễ, để phù hợp với danh tiếng và địa vị của hoàng tộc, thì người nào có thể tìm được ngọc tỷ của Mantrapura và mang về cho hoàng gia thì người đó sẽ được kết hôn với thái tử Chai Thách. Không hổ danh là hoàng hậu mà, thông minh lắm. Chuyện gì vậy chứ? Thần không hiểu.
Hoàng hậu nghĩ em cô sẽ không thể vượt qua được việc rèn luyện. Tại sao? Nên người đã ngăn chặn việc Mantrapura bị chiếm bằng cách chỉ định Ngọc Tỷ chính là Sinh Lễ, mà gia đình hoàng gia muốn từ Thái tử Phi tương lai của Thái tử. Nếu em gái thần vượt qua được việc rèn luyện thì không biết gia đình thần sẽ phải tìm Ngọc Tỷ ở đâu nữa. Sự thật là không một ai có thể tìm được đâu. Cái gì? Nếu người chiến thắng không có được Ngọc Tỷ để làm sính lễ thì hôn lễ sẽ bị coi là vô hiệu. 10 năm sau Thái tử sẽ được chọn vợ theo ý muốn, và người đó sẽ không có địa vị gì cả. Hôn lễ cũng không được tổ chức long trọng. 10 năm? Phải xa nhau những 10 năm sao? Cũng không hẳn, những quen nhau được mà, nhưng không thể kết hôn thôi. Rất nhiều truyền thống của Dương quốc này đã biến đi đâu mất rồi chứ? Tất cả mọi thứ đều phải có lần đầu tiên chứ sao Quý Tri? Và đừng quên rằng ông trời đã định sẵn tất cả mọi thứ trước rồi. Nhưng cũng thật không ngờ, lần này hoàng hậu lại chịu mở lối thoát cho trai thoát như vậy. Với thái tử thì là vậy, còn em gái của thần thì sao? Mong là hai đứa hãy chuẩn bị sẵn sàng cho đợt huấn luyện sắp tới. Trai thoát là thái tử, phải chăm sóc nước nhà, còn làm biết bao nhiêu việc. Ngay cả việc gặp mặt thái tử cũng phải chờ hàng giờ, huống hồ gì thái tử cứ phải đi đi về về. Nua nưa kêu, việc trở thành một quốc vương của Mantrapura không đến từ việc ai tình nguyện đâu, mà là gánh nặng đã trói buộc bản thân từ khi sinh ra. Cô đã không còn nhiều lựa chọn nữa rồi, và em cô cũng vậy. Thần đi tìm em gái của mình được chưa? Chưa được. Hôm nay là ngày cuối cùng trước khi hai người đó phải ở tách biệt nhau. Bác ơi, muốn vào thành phố uống cà phê không? Muốn chứ. Thần muốn gọi điện về cho gia đình nữa. Lần này phải giải thích nhiều rồi. Người có cần thần giúp gì không? Mang trà cho ta, bỏ nhiều lá bạc hà vào, và đừng để cho ai đến làm phiền ta. Dạ rõ. Ta cảm ơn nàng vì đã chỉ định lấy Ngọc Tỷ làm sính lễ. Ta biết việc nàng làm là vì tình yêu với đất nước, nhưng nàng hãy tự tin rằng một ngày nào đó chúng ta sẽ quay trở lại như cũ và được tự do, không còn liên quan đến ngài Khachit nữa. Đã hơn 70 năm rồi đó bệ hạ, 70 năm hoàng gia phải dựa dẫm vào dòng họ Phasutha. Ta không nghĩ là chúng ta sẽ tìm được Ngọc Tỷ đâu, và bây giờ ta đang cố gắng hết sức để có thể thích nghi với sự thật này. Ta hiểu mà, nhưng mong nàng hãy tin tưởng ta, vì chuyện này đã có hướng giải quyết rồi. Nàng hãy nghỉ ngơi đi. Em có mệt không? Em không mệt, nhưng em bối rối quá, em không hiểu gì hết. Không sao đâu mà, anh sẽ giải thích cho em hiểu nha.
Sao người không nói là 3 tháng huấn luyện đó có thể là con số 0? Nếu như không có sính lễ, ngay cả thần là người nối dõi duy nhất của dòng họ Phasutha, người có tất cả mọi thứ, mà còn phải đau đầu đi. Phải đi đâu để kiếm được cái ngọc tỷ đó chứ? Nó đã mất tích hơn 70 năm nay rồi mà. Và đừng nói là cô sẽ đi đi về về giữa Thái Lan và nơi đây suốt 10 năm nha. Đến lúc đó cô bao nhiêu tuổi rồi? Cô chịu nổi không? Ngày sinh nhật, ngày kỷ niệm yêu nhau, ngày lễ tình nhân nữa. Đừng có mơ mộng, không có cuộc sống hảo quyền đó đâu. Đủ rồi sao Phi Chi? Chuyện đó không làm bọn ta phải sợ đâu. Có thật vậy không? Người thử hỏi cô ta đi thì sẽ rõ ngay thôi. Rằng cô ấy có chờ được người trong 10 năm không? Ai có thể chịu đựng và tuân thủ nghiêm ngặt truyền thống của vương quốc này được chứ? Ta tin Nila Pat sẽ kiên nhẫn làm được điều đó. Cảm ơn vì đã nhắc nhở. Phải ba nói là đã bàn với hoàng hậu rồi hay sao? Ba nói không có vấn đề gì mà. Ba cũng không nghĩ là bà ấy sẽ dùng thứ đó để làm sính lễ. Chúng ta phải làm sao đi? Con sẽ đi đâu để tìm được ngọc tỷ? Sao quý trị, ba từng thuê người tìm ngọc tỷ của Manchabuja ở khắp nơi rồi, giờ ba không biết phải tìm như thế nào nữa. Thực ra thì ba còn muốn có được cái ngọc tỷ đó còn nhiều hơn cả con kìa. Nếu như chúng ta có được cái ngọc tỷ đó thì chúng ta sẽ có mọi thứ. Con cũng không cần phải kết hôn với tên thái tử vô dụng đó làm gì. Không được, con sẽ kết hôn. Con đã mất quá nhiều năm để chuẩn bị rồi. Nếu bà muốn có được thứ bà muốn thì con cũng phải có được thứ mà con muốn. Con sẽ trở thành hoàng hậu của Manchapura. Con phải làm được. Bạn đang xem phim được chiếu tại ifilm.org. Con nên nói với cha mẹ mình như thế nào đây? Một chuyện là 3 tháng đầu tiên em gái con có lẽ sẽ có chút gánh nặng đó. Sao quy trì có người thân tín ở trong hoàng cung, còn có cả Nalini và hoàng hậu nữa. Trong khoảng thời gian này, thái tử Chai Thách cũng phải làm người đứng ở giữa, không thể đi gặp riêng ai được và cũng không thể giúp đỡ ai được hết. Thời gian này em gái của con chắc chắn sẽ cảm thấy rất cô đơn. Con sẽ tiếp tục ở lại giúp sức cho cô ấy đúng không? Giờ con vẫn chưa quyết định được. Dù cho có trải qua huấn luyện, nhưng sính lễ vẫn là thứ mà gia đình của con có lẽ không thể nào kiếm ra được. Không có ai biết manh mối về ngọc tỷ hết đúng không? Khả năng cao nhất có thể xảy ra vào thời điểm này chính là ngọc tỷ đã biến mất cùng lúc với hoàng tử Saraniki, và chúng ta không có cách nào biết được hoàng tử Saraniki còn sống hay mất. Một manh mối cũng không có, mọi thứ dường như vô vọng. Nhưng mà suốt thời gian 70 năm qua, chúng ta gần như đã bới tung mảnh đất này nhưng vẫn không thấy. Bây giờ manh mối duy nhất mà chúng ta đang có đó chính là dãy Sari. Hả? Là như vậy, khi ta và thái tử Chai Thát vẫn còn nhỏ,
Cố hoàng hậu cũng đã từng nói cho ta biết nơi cất giữ rất nhiều giả Siri ở trong cung. Cái cô thấy chỉ là một phần nhỏ thôi. Người từng nói với ta rằng nếu như nó quay trở lại như cũ thì mọi thứ cũng sẽ trở lại như cũ. Cuối cùng là... Khoan đã cô gái. Bác nghĩ là bây giờ đã đến lúc thích hợp rồi đó. Giờ là lúc con cần phải biết con chính là người phương xa đã được chọn. Và có thể con chính là người đã biết được nơi đang cất giữ Ngọc Tỷ ở đâu.